quán cà phê Highland tại thành phố Tây Ninh các bạn. Chưa biết âm là ai không thì phải hỏi cậu bà cậu hai ai ông em nói cho biết. Có chào ông Tám rồi, ông Tám hai đứa con giấy giống mẹ, trai giống cha, khác giống nào đi chào lợi luôn rồi đám đám ngoài cái là nhập tiệc luôn, nhập tiệc luôn ha, là gia nhập luôn đó. Luôn tuyên bố luôn về chung một nhà nhập lại tuyên bố luôn á, trời ơi tao bay đi rồi mấy ngày nó tới rồi. Là tiệc cái tiệc gì? À là tuyên bố là một kết bạn là hả là không chứ không thôi không sao có Trang với Hậu Anh được rồi. Cậu dẫn tay anh Thư băng qua đường á. Kêu lên xe qua đi, đừng qua đó. Đứng này Thư. Go, keep go, Thư, go. Bây giờ mọi người đã uống cà phê ở tại quán Highland đã xong, bây giờ chuẩn bị đi chợ Đức Thánh tại thành phố Tây Ninh. Trưa nay gia đình sẽ ăn món đồ biển nướng bơ cú bánh tráng. Đây là em trai lái xe, em Út đây, em vợ em của Diễm các bạn. Giờ lên xe ha. Mới đây rồi hả? Mới tối nè. Trời ơi. Rồi bây giờ cùng gia đình đi chợ Đức Thánh đây. Quay review chợ Đức Thánh cho các bạn xem ở thành phố Tây Ninh chợ thế nào nha. Gia đình bắt tám mình đi chơi nha. Ngày mai mình sẽ làm một cái video đi đi cáp treo Tây Ninh cho các bạn xem cáp treo Tây Ninh nha. Mình chưa có bao giờ có cơ hội nào mà quay cáp treo cả.
đi đâu đâu đi, tao tới ngay đây rồi, mỗi cái quay đầu lại đi đậu đều em có cái gì anh gọi. Đậu đây luôn nè, đâu dính. Đó, đúng rồi. Ở đây mía tươi các bạn, róc sẵn luôn các bạn. Diễm ơi, mua cho chị bịch mía ủng hộ Diễm. Ở đây chị bán mía các bạn. Mía là mía ngon lành luôn. Đây, ta róc sẵn rồi, ta bán rồi các bạn. Đó, mía nè các bạn. Mía ngon lành, chất lượng luôn, organic luôn. Thôi tặng chị đi, gửi không đưa đi, đi lấy đi chị. Rồi cảm ơn nha. Chúc bán may bán đắt nha. Đây là chợ phường 3, khu phố 3, phường 3 thành phố Tây Ninh. Đây thường người ta gọi ở đây ta gọi là chợ Đức Thánh. Đó. Về Việt Nam mà không đi chợ uống quá, phải quay chợ nó mới vui. Đi vô sát sát vô cho người ta đi kìa. Chỗ lông gà các bạn dễ thương ha, chỗ lông gà to nữa, gà nhỏ. Rồi quay cảnh chợ vui vui quá. Đây, bà xã mình cầm bình nước mía, bình mía thì mình về mình chặt nhai vài cái không dài nổi. Sáng đi chợ mà quên cầm theo cái vỏ lát to lắm, có đem về cái vỏ lát đi chợ đựng đã lắm. Để lần sau đi, tranh thủ đi, tranh thủ đi cầu tám với Trang ơi, lo đi mua đồ đi. Giờ bay vé số nè các bạn, tí nữa quay lại ủng hộ. Đây là quầy chả nè các bạn. Thấy chả ta bán không? Cây 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 các bạn thấy không? Cây cây thấy không? Đây là bún nè, quầy bún nè, giá nè, chuối nè. Bà mua cái mới phải giờ chờ tới Tết nữa các bạn. Đây quầy bán thịt nè. Đây là quầy mắm nè. 951. Tía nè. Sẽ lướt hết cho các bạn xem cách đời thường thực tế ở chợ Đức Thánh Tây Ninh nha. Các bạn coi những đây bán bánh các bạn ơi. Đẹp quá. Đúng ra cho mấy người ta đi kìa, đi sát sát vô. Được rồi con. Quay này nè, quay này nè mày.
gì chưa? Lần đầu tiên Thư được đi về Việt Nam, đặt chân tới ngôi chợ Đức Thánh nổi tiếng tại thành phố Tây Ninh. Hello Thư, hi. Hả? Xuống hả? Xuống hả? Ê, cậu bằng bây giờ lắm. Bye bye. Ớt đây người ta bán, cầm sẵn người ta bán, người ta bỏ bọc ni lông các bạn. Em lấy hũ rồi. Mua bao nhiêu người ta bỏ vô bao nhiêu thế các bạn, mua bao nhiêu ngàn người ta bỏ vô bao nhiêu thấy không? Giống như thời phờ bao cấp luôn, vẫn còn luôn. Này xoài này gần các bạn, đây mấy cái cà Atlant này, cà tím này. Đưa Diễm. Đây còn hai. Diễm bỏng ra giờ lắm. Ừ, nóng lắm các bạn, nhưng mà kệ cho bà trải nghiệm cho bà biết. Thì ra chợ nóng quá, đổ mồ hết luôn. Để đi kiếm mua khăn lạnh lâu cho nó. Đi đi, đi chưa? Let's go. Đi Diễm ơi. Trang, qua đây mua thêm ít mì nè. Chưa, chuẩn bị về, đang đi chợ. Nè, cái đầu nó nhiêu tiền, chụp cái đó đi anh. Đang đứng qua phim mà con cá diêu hồng nó nhảy ra các bạn ơi. Đây là đồ hải sản tươi sống luôn. Okay.
trong cái thời gian đưa thư là Tuấn trải nghiệm với chợ Đức Thánh ở Tây Ninh này, thực sự ra thì mình cũng không có muốn lắm, tại vì mồ hôi mồ hám của Thư đổ ra như là tắm đấy các bạn ơi. Thư là sao giống như vô phòng tắm hơi các bạn, nó đổ mồ hôi chịu không nổi. Nhưng mà không quay thì Thư lại không có một cái video kỷ niệm của Thư và Tuấn ở tại chợ Đức Thánh này quê mẹ. Cho nên mình cũng muốn làm một cái video này để làm kỷ niệm hai đứa con. Trời luôn. Rồi một ngày ở tại Tây Ninh, ở tại Việt Nam đầu tiên là buổi sáng là thì ăn phở bèo ha. Rồi sau đó là mình đi làm được cái răng, mình là chồng là im cấy được cái răng implant. Nó cũng qua cái dịch vụ ở tại quê nhà này thì giá cả cũng rất là tốt các bạn. Nếu có dịp bạn về Việt Nam thì bạn làm răng ở đây đi nhé, để mình khỏi làm ở bên nước ngoài. Nhưng mà tùy theo thôi, nếu bạn có bảo hiểm, tại vì mình ở nước ngoài thì mình không có xài bảo hiểm, mọi bảo hiểm là tự mình phải mua, cho nên vấn đề giá cả thì cũng nó cũng rất là mắc. Nhưng mà về vấn đề cần nhu cầu thôi, chứ thực sự nếu bạn ở Mỹ mà bạn cần làm cũng phải làm, bỏ tiền là thôi chứ mắc cũng phải làm thôi, đó là cái nhu cầu của mình. Nhưng mà hẳn đi một công hay việc á, sẵn mình về mình làm luôn. Thì hồi nãy vừa mới đi chợ Đức Thánh xong rồi mà mình gia đình mình đã mua tất cả các phần ăn để mà chuẩn bị buổi trưa này là ăn đồ cuốn các bạn, ăn cây nhà lá vườn. Và chiều nay thì cả gia đình sẽ ra nhà hàng ăn buổi chiều. Ok thì video này tạm thời thì mình dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và đã theo dõi ủng hộ kênh mình. Mình tạm biệt các bạn nha. Bye bye.